chấn động. Giới tử vi tiết lộ thiên cơ, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, cầu Phật Phật độ, đang nợ ngập đầu, bỗng gặp thời chuyển vận, được bề trên ban cho lộc lớn, giàu có bất ngờ trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm 2024. Thương thay nước mắt cuộc đời, dù nghèo đâu nghĩ ai thời chẳng xa, giàu nghèo không phải do ta, khóc cười có phải muốn mà được đâu, giàu sang chẳng tránh bể dâu, chẳng mua định mệnh sóc câu an bài. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 thân mến, nhắc đến nghèo khổ, thì ai trong chúng ta cũng cảm thấy ám ảnh và khiếp sợ. Tuy nhiên, khi được biết trước vận mệnh, thì lại rất ít người chủ động tìm hiểu, để tránh tai ương, hiểm họa, bởi tâm lý chủ quan đến đâu hay đến đó, mà nhiều người lâm vào đường cùng, túng quẫn, muốn trốn chạy cũng không kịp, để rồi những tháng ngày về sau, phải chịu đựng đủ điều, sống chìm ngập trong khổ ải trần gian. Đến nước này thì chỉ có số ít người thúc đẩy mệnh lớn lắm mới có thể đi qua được sóng gió, đạt được niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Vậy phải làm sao để đón lành tránh dữ, đi tới bến bờ bình an đây? Thưa quý khán giả, có câu nói, thời vận không thông, mưu cầu vô ích, dẫu có muốn cũng chẳng được. Ngược lại, thời vận may mắn đến, nếu có điều gì thuận lợi cho mình, thì quý mệnh chủ hãy mạnh dạn mà nắm bắt, nhân duyên cát lành sẽ đưa bạn đi đúng hướng, cứ thế phứa lên như diều gặp gió. Giàu sang phú quý bám thân thì cũng không thể cản nổi. Đặc biệt, các bậc thầy tử vi tiết lộ, trong đúng tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch 2024 này, con giáp tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 có vận số cực may, cực đỏ, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu có, khó ai sánh bằng. Dù trước đây có nhiều khó khăn như thế nào, thì trong 3 tháng giữa năm âm lịch 2024 này sẽ là thời điểm rực sáng, công danh thăng tiến, tài lộc vượng phát, gia đạo ấm êm và sức khỏe dồi dào. Vậy, để biết được vận trình may mắn trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch của quý mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, thì ngay sau đây xin mời quý cô bác anh chị hãy cùng đi tìm hiểu và chiêm nghiệm luận giải chi tiết của Minh Đường Tử Vi quý vị nhé. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, nam nữ mạng. Tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, mệnh hỏa, phúc đăng hỏa, lửa đèn nhỏ, khắc thoa xuyến kim, con nhà bạch đế, phú quý, xương con rồng, tướng tinh con rắn, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Tính cách và khí chất của tuổi Giáp Thìn khá dễ gần, họ là người có chí cầu tiến, rất chính kiến và lập trường vững chắc. Tuy khó khăn ở giai đoạn niên thiếu, nhưng nhờ ý chí, bản lĩnh mà cuộc sống của họ về sau khá thanh thản và của cải đầy đủ. Tuy nhiên, họ thường thích làm việc không có nguyên tắc, yêu thích sự tự do và ngẫu hứng, khiến cho họ bị giảm đi sự tin tưởng của người khác. Nhìn chung Giáp Thìn có vận mệnh tốt, ít gặp khó khăn, cuộc sống luôn đủ đầy và sung túc. Giáp Thìn mệnh phúc đăng hỏa, là người có tư duy hướng đến tri thức, trong họ có một ngọn lửa bất diệt thắp sáng trong đêm trường tăm tối. Cách suy nghĩ của họ tích cực, tiến bộ, thường đi chung một bậc khi trao đổi và tiếp cận với họ, bạn sẽ gợi mở nhiều ý tưởng quý báu. Nó là nền tảng để đi tới thành công, nên hãy trân trọng người bạn như vậy. Bản chất của ngọn lửa ngoài sự sáng suốt còn mang năng lượng, cho nên tuổi Giáp Thìn, mệnh phúc đăng hỏa rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, họ biết quan tâm người khác. Tuổi Giáp Thìn, mệnh phúc đăng hỏa, cũng có toan tính nhưng giúp đỡ người khác luôn vô tư. Giáp Thìn 1964, mệnh phúc đăng hỏa, dù là nam hay nữ, thì cũng đều sở hữu ngoại hình thanh tú, dễ chiếm được cảm tình của người khác. Cũng có khá nhiều đào hoa nở rộ. Tuy không thông minh tuyệt đỉnh, nhưng họ là người nhạy bén với thời cuộc, biết khéo léo lợi dụng hoàn cảnh và con người xung quanh để làm lợi cho mình. Chính vì thế mà họ thường dễ dàng có được thành công, có thể do họ quá khéo léo, ứng biến linh hoạt, biết tuân theo quy tắc ngầm, cho nên có thể khiến cho người khác cảm giác rằng họ giả tạo, sống không thật. Tuổi Giáp Thìn thường sẽ bị kích động, củng cố chấp, miệng lưỡi sắc sảo, giỏi ngụy biện gây chuyện thị phi. Họ luôn làm việc theo từng bước có sẵn, chỉ có vậy mới cảm thấy an toàn. Song người này cũng có lúc tỏ vẻ tự mãn và coi thường người khác. Về sức khỏe, người này ít khi đau ốm nặng, song nên thay đổi những thói quen sinh hoạt không tốt, tốt nhất là về vấn đề ăn uống. Người này không có ý thức cao về tiền bạc, không biết cách thắt chặt chi tiêu hay tính toán. Quan trọng của việc đầu tư, tiết kiệm là khi xảy ra vấn đề về tài chính. Giáp Thìn có cuộc sống tương đối tốt đẹp, những việc muốn làm thì đều có kết quả như ý muốn, vạn sự tất thành,
đại cát đại lợi, người này được hưởng số vinh hoa phú quý, ít khi phải lo nghĩ hay vất vả. Tóm lại họ có đường đời vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Xét tử vi cho thấy, năm 2024 được đánh giá là có khá nhiều thách thức, nhưng cũng rất năng động với những cá nhân tuổi Thìn nói chung và giáp Thìn nói riêng. Hung vận lớn, nhưng không phải không có nguy cơ, cơ hội cho con giáp tuổi này trở mình. Do ảnh hưởng của hạn thái tuế 2024 và năm cuối tam tai, cho nên quý mệnh gặp nhiều khó khăn hơn, khởi sự khó thành. 3 tháng giữa năm 2024 có thể là thời gian hạn nặng nhất trong lần tam tai này, nên tuổi giáp Thìn làm gì cũng cần hết sức chú ý. Đây cũng là năm bạn vấp phải nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp, nếu không đủ sáng suốt để tự bảo vệ mình, bạn còn có thể rơi vào bẫy của kẻ xấu, thậm chí bị bán đứng, làm ăn đổ bể, vận khí sa sút sẽ khiến cho tài khí của quý mệnh hao hụt. Tốt nhất lúc này, bạn nên cân nhắc kỹ khi tham gia các dự án công việc, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Đầu tư cũng tốt nhất là tùy khả năng của mình, mà không nên mù quáng chi tiêu, chú trọng tiết kiệm. Đây cũng là năm mà bạn nên thận trọng trong chuyện tình cảm, mâu thuẫn lứa đôi có thể gia tăng, người độc thân cần tránh đứng núi này trông núi nọ, kẻo mất cả chì lẫn chài. Tình cảm cần được bồi đắp dần qua năm tháng, chứ không thể ngày một ngày hai, tâm trạng sa sút, trục trặc trong công việc khó tránh và tình cảm có thể khiến cho bạn chán nản, thất vọng dần sinh tâm bệnh. Chính vì thế, bạn nên lưu tâm hơn tới sức khỏe của bản thân và cả người xung quanh. Và sau đây là chi tiết các phương diện cuộc sống của tuổi giáp Thìn sinh năm 1964, trong 3 tháng giữa năm 2024 như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi 3 tháng giữa năm 2024 của giáp Thìn, phương diện sự nghiệp có canh kim lộ xuất thực thần, chủ lợi về các dự án hợp tác làm ăn, kinh doanh buôn bán, có thể dựa vào chính sức mình để làm được những điều mà mình muốn, hoàn thành kế hoạch, thành tích xuất sắc. Dù làm ở vị trí nào cũng đều có thể giành được thành công, nhất là người làm trong lĩnh vực marketing thì khả năng thành công lại càng cao, không những thế thì vấn đề thăng quan tiến chức mà còn có thêm thu nhập. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề là một số giáp Thìn sẽ thiếu đi sự lãnh đạo của cấp trên, mà phải tự mình lên kế hoạch trong mọi chuyện, tự đốc thúc bản thân, giữ vững tinh thần, cần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù vậy, nhưng may mắn là có cát tinh hỗ trợ, cho nên mọi chuyện về cơ bản là khá nhẹ nhàng và thuận lợi, nhưng vẫn đòi hỏi quý mệnh phải kiên trì thì sẽ nhận được mức độ đãi ngộ tăng tiến, đồng thời cũng có thêm tiền lương, tiền thưởng cho nỗ lực của mình. Quý mệnh lúc này nên tiến hành đầu tư vào những lĩnh vực dự án liên quan đến hành thủy hay là hành kim sẽ dễ thu lợi hơn. Các dự án về thủy lợi, thủy sản, ẩm thực, tài chính, hàng kim loại là những lĩnh vực mà quý mệnh nên tham khảo thêm. Về mặt tài lộc, bước vào 3 tháng giữa năm 2024, có canh kim lội xuất thực thần, đường tài lộc của giáp Thìn cực kỳ lý tưởng, quý mệnh cũng không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc, có thể dựa vào chính sức mình, dùng trí thông minh và năng lực của bản thân để đổi lấy tài lộc về tay, cũng đạt được nhiều thành công mà có được sự thăng tiến trong lương thưởng và mức độ đãi ngộ. Khoảng thời gian này, có thể tham gia các dự án hợp tác kinh doanh, buôn bán, sẽ dễ thu lợi về tay, nhất là những dự án có liên quan đến thủy lợi và thủy sản, đồ ăn uống, ẩm thực, đồ kim loại hay tài chính thì sẽ may mắn hơn nhiều, nguồn thu không ngừng lớn mạnh. Theo dõi về tổng thể vận trình tài lộc của giáp Thìn năm 2024, những chú rồng sẽ có cơ hội để chuyển mình mạnh mẽ, tiền bạc ùn đổ về nhà. Về mặt tình cảm, gia đạo, vận trình tình duyên của năm 2024, nam mệnh giáp Thìn tuy đào hoa không nhiều, nhưng bản thân lại có nhân duyên khác giới cực tốt, cũng dễ dàng tìm được cơ hội để tiếp cận làm quen với người có cảm tình. Giáp Thìn thông minh và tài giỏi, có phần thực tế, song hoàn toàn có thể tìm được một nửa phù hợp với mình, đôi bên cùng bị hấp dẫn bởi đối phương, tỷ lệ thành đôi là khá cao, song cần nhớ phải chủ động hơn trong chuyện tình cảm, bởi nhân duyên này không phải là đào hoa vượng mà có, đó chỉ là cơ hội mà nhân duyên đem lại mà thôi, không nắm bắt thì cơ hội sẽ tan biến. Nữ mệnh giáp Thìn không có nhiều biến động trong chuyện tình cảm, mọi thứ bình bình không có gì đặc biệt, người có đôi vẫn giữ vững mối quan hệ ở mức bình ổn. Với người độc thân thì chưa thực sự sẵn sàng để bước chân vào một mối quan hệ mới, thời điểm năm 2024 nhân duyên không tồi, hãy nhân cơ hội này để kết bạn làm quen với nhiều người hơn nữa, có thể bằng nhiều cách để tìm người phù hợp với mình,
đừng chỉ ngồi im một chỗ chờ tình yêu tới, mà cần phải chủ động và tích cực hơn. Bởi cuộc sống là không chờ đợi, thanh xuân trôi qua trong chớp mắt không thay đổi, thì khó có thể tạo được bước đột phá trong chuyện tình cảm của mình. Về mặt sức khỏe, phương diện này của Giáp Thìn trong năm 2024 là khá tốt, không có nhiều vấn đề gì khá lớn và nghiêm trọng. Trong năm có cát tinh, song vẫn có hung tinh đeo bám, nên khó tránh được thương tích nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể sức khỏe của quý mệnh. Tuy nhiên Giáp Thìn cũng nên nhớ là tránh đi đến những nơi ẩm ướt, tối tăm hay nhiều nước như sông hồ, ao suối, nơi âm khí vượng để tránh hậu họa về sau. Quý mệnh nên lưu ý sắp xếp gọn gàng kín đáo những vật sắc nhọn để tránh thương tích không đáng có. Cạnh bàn tủ nếu quá sắc bén thì nên tìm cách để khắc phục, nên hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm hay là hoạt động ngoài trời để giảm khả năng thương tích cho mình. Cũng nên lưu tâm hơn đến vấn đề tiêu hóa, dễ mắc bệnh dạ dày hay là đại tràng, có thể bị cảm cúm hay mệt mỏi do thời tiết, nên siêng năng tập luyện thể dục thể thao, ăn uống, ngủ nghỉ khoa học để tăng sức đề kháng cho mình. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch 2024 như sau. Đầu tiên là luận giải tử vi tuổi Giáp Thìn, tháng 5 âm lịch 2024. Tháng này Giáp Thìn rất chịu thương, chịu khó, luôn sẵn sàng đối mặt với trở ngại xuất hiện trong tháng này, không một chút kêu ca oán giận. Không những thế, tháng này quý mệnh còn thể hiện tốt cho khả năng ăn nói, tài giao tiếp nổi trội của mình, cách cư xử hào phóng và đáng tin cậy sẽ trở thành bàn đạp để dẫn đến thành công. May mắn sẽ theo quý mệnh là nhờ thiên ấn chỉ ra một vài mục tiêu và dự định cá nhân sẽ bắt đầu gặt hái được kết quả. Chính vì thế bạn hãy cố gắng nắm bắt cơ hội nhé. Tháng này tuy hơi vất vả nhưng mà công sức được đền đáp, ví dụ như thỉnh thoảng phải tăng ca, nhưng quý mệnh vẫn hoàn thành xuất sắc công việc, hữu bậc phá tài, nên có những hiện tượng nhiệm vụ tuy khó nhưng chỉ cần tháo gỡ những móc nối quan trọng là đã có thể hoàn toàn tự mình xử lý vấn đề. Nếu quý mệnh đang đi xin việc sẽ có nhiều rào cản với cuộc phỏng vấn, quý mệnh phải khéo léo tự tin mới vượt qua được phỏng vấn, đồng thời cần chú ý đến vấn đề ăn mặc sao cho lịch sự và trang nhã nhất có thể, hữu bậc giúp đỡ cho gia đình càng gia tăng thêm phần tốt. Về khía cạnh tài chính của quý mệnh, bạn lúc này cần phải đề phòng kẻ xấu làm hại sau lưng. Sẽ có nhiều người ghen tị nếu quý mệnh kiếm được nhiều tiền hơn họ, cho dù có nhiều hậu thuẫn, nhưng cũng không nên tham gia những thương vụ hay phụ thuộc quá nhiều vào may rủi, tránh xa những khoảng mà bản thân không có đủ năng lực và sự hiểu biết. Nói chung, Giáp Thìn không phù hợp với những phương thức đầu tư mạo hiểm, khoản đầu tư mới có thể là chốt lỗ hiệu quả và tránh được áp lực kinh tế, hãy an phận với công việc mình đang làm. Trong tháng có ngũ hành tương sinh, hỗ trợ cho mối quan hệ xung quanh của Giáp Thìn trở nên hài hòa, dễ chịu hơn bao giờ hết. Quý mệnh có thể nhận được sự che chở từ bạn bè, người thân, hơn ai hết, sẽ cảm thấy trân trọng những mối quan hệ hiện đại vô cùng. Tình cảm của Giáp Thìn lúc này khá rực rỡ, người còn đang độc thân sẽ gặp mối lương duyên tương hợp, tiến đến việc hẹn hò. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc mặn nồng thì rất hiểu và thông cảm cho những tính cách của người ấy, cả hai sẽ âm thầm vun đắp tình cảm thêm phần thăng hoa. Về sức khỏe, Giáp Thìn nên quan tâm nhiều hơn tới phương diện sức khỏe của mình. Ngày này dương khí càng suy yếu, âm khí ngày càng tăng trưởng, dễ tổn thương phổi. Một chuyến du lịch ngắn ngày sẽ giúp quý mệnh đổi mới tâm trí sau khoảng thời gian đã vùi mình vào công việc. Ngoài ra, lúc này nhất bạch bay về phương chính đông, cho thấy gia đình quý mệnh có người phải di chuyển xa nhà, chú ý cẩn thận khi tham gia giao thông. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Thân, tiểu nhân là tuổi Tuất, màu sắc may mắn là màu hồng và màu đen, con số phát lộc là 84 và 60. Tiếp theo là luận giải tử vi tuổi Giáp Thìn, tháng 6 âm lịch 2024. Xem tử vi tuổi Giáp Thìn âm lịch chỉ ra rằng chính cách phản ứng với sự cố một cách khôn ngoan và bình tĩnh, cho nên sẽ không vấn đề gì có thể ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của quý mệnh trong tháng mới này cả, rất thích hợp khi có mong muốn tìm kiếm cơ hội mới cho mình. Tuy nhiên, bạn cũng nên suy nghĩ kỹ mọi thứ một cách thông suốt, có kế hoạch, đừng để những phút bốc đồng mà đưa ra những lựa chọn sai lầm. Tháng này chính ấn xuất hiện, trong tháng mới nâng đỡ công việc thuận lợi, khi mọi thứ đi vào uổng quay thì sẽ không phải tốn quá nhiều công sức như trước đây. Tháng mới hối hả với nhiều dự định, kế hoạch ấp ủ,
Quý mệnh Giáp Thìn có thể đón nhận một vài tín hiệu trong tháng này. Đó là kết quả sau những nỗ lực phấn đấu suốt thời gian dài vừa qua. Đừng quên chia sẻ điều đó với người bạn thân yêu. Với sự hỗ trợ của Cát Tinh, chính vì thế Giáp Thìn tháng chắc chắn có tài lộc, cho nên nhiều cơ hội mới thu hút tiền bạc về mình. Nhiều người làm ăn có lợi, số đơn hàng đã tăng lên đáng kể. Trong tháng, ngũ hoàng nhập cung chính Tây báo hiệu quý mệnh trong tháng này dễ bị tiểu nhân hãm hại, dẫn đến họa kiện tụng, dính dáng từ pháp luật. Do đó, những gì liên quan đến tiền cần phải minh bạch và rõ ràng. Và nếu có tiền trong tay, thì phải ưu tiên trả những khoản nợ có lãi suất cao ngay lập tức, chớ để đêm dài lắm mộng, đừng để kéo dài thêm những phiền phức. Khi có tiền thì lại làm việc khác, thậm chí là cứ cho đi, nhưng cố tình ngó lơ những khoản nợ của mình. Giải thần ghé thăm, nhờ thế mà quý mệnh có khả năng thấu hiểu, thấu cảm, không cần phải dùng uy lực người khác vẫn phải kính nể. Nhiều vận hạn cũng vì thế mà được lùi xa, mang lại một tháng mới hanh thông và thuận lợi. Ngũ hành xung khắc cho thấy khả năng cao xảy ra xung đột trong suy nghĩ và hành động, khiến cho tình cảm giữa hai người rạn nứt. Tuy nhiên, nếu bạn được ai đó chia sẻ, thì sẽ sớm nhận ra rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Đối phương là một người tốt bụng hiền hòa, và bên cạnh đó một số nhược điểm là không thể tránh khỏi. Hãy đón nhận và yêu thương, thay vì chỉ trích đối đầu nhé. Đây chính là thời điểm quý mệnh nên tập trung rèn luyện sức khỏe, chăm sóc thể chất tinh thần. Hãy dành thời gian ở bên người thân yêu nhiều hơn. Yếu tố tinh thần cũng giúp phần nào cải thiện được bệnh tật, nhất là những ai có bệnh nặng. Thời gian này cũng cảm thấy đỡ hơn trước, có nhiều thời gian hơn để thực hiện các dự định còn đang dang dở. Ngoài ra, những ai mà đang bận rộn vì công việc thì đừng cho rằng mình khỏe nên bắt đầu lơ là. Dù đang bận rộn đến mấy, cũng đừng quên sức khỏe là yếu tố quan trọng. Bởi khi có sức khỏe thì mới có thể đảm bảo tốt công việc và duy trì các mối quan hệ. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Tý, tiểu nhân là tuổi Tỵ, màu sắc may mắn là màu đen và màu trắng, con số phát lộc là số 84 và số 96. Cuối cùng là luận giải tử vi tuổi Giáp Thìn, tháng 7 âm lịch 2024. Tháng mới được tử vi các tinh cao chiếu, chính vì thế vận khí của Giáp Thìn có dấu hiệu tăng mạnh. Đây quả là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực trong suốt thời gian qua. Tinh thần làm việc trong tháng lên cao khá rõ ràng, tràn đầy hứng khởi. Công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần. Nguyệt lệnh lâm quan đới giúp quý mệnh thêm tự tin, hành động độc lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay. Được tam hợp trợ mệnh, vận khí tăng mạnh trong tháng mới, xúc tiến kế hoạch của Giáp Thìn diễn ra trôi chảy và thuận lợi vô cùng. Đồng thời cũng sẽ có nhiều việc phải làm hơn, cơ hội tới dồn dập nên hãy tận dụng đúng lúc nhé. Tháng này Giáp Thìn được cả Nguyệt Lâm quan đới và sao Thái Dương chiếu mệnh nên vận quý nhân vô cùng vượng. Quý mệnh lúc này sẽ thêm tự tin và hành động cô lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay. Tinh thần làm việc trong tháng này lên cao khá rõ, tràn đầy hứng khởi. Công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần, đặc biệt chức vụ, danh tiếng ngày càng được củng cố vững vàng trong tập thể. Con đường công danh sự nghiệp thăng tiến về phía trước, nhất là với những ai đang giữ các chức vụ quản lý, chủ quản hay người làm công chức nhà nước. Tháng này công việc phát triển tốt và gặt hái kết quả tốt, cơ hội tiến thân đã đến. Hãy khéo léo hành xử và biến những điều không thể thành có thể, thông minh lanh lợi thì chắc chắn sẽ làm được điều mà mình muốn. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, quý mệnh đều có thể hài lòng với những gì mình đã đạt được, vì một khi đã quyết tâm thì đều có thể làm được. Với những ai muốn khởi nghiệp, thành lập công ty, khai trương cửa hàng, cửa hiệu, tháng này là thời điểm khá lý tưởng. Hãy tranh thủ tận dụng sức mạnh từ quan đới để đánh nhanh, thắng nhanh. Giáp Thìn nắm chắc sẽ thuận lợi, khẳng định quyền uy, nâng tầm phát triển công danh sự nghiệp của bản thân. Dù vậy vẫn nên tránh ngủ quên trên đỉnh vinh quang, thái độ kiêu ngạo hay ngựa non háu đá. Trong quá trình làm việc, hãy từ tốn và bình tĩnh để giải quyết, vừa khiêm nhường lại không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Có như vậy thì mới không bị tụt hậu, làm gì cũng cần phải có kế hoạch cụ thể. Đó chính là bí quyết giúp bản thân thành công hơn nữa. Vì thế, hãy dành chút thời gian để hoạch định các kế hoạch rõ ràng, sắp xếp lịch trình hợp lý, tinh thần vừa thư thái mà lại dễ đạt được hiệu quả cao. Tháng này dự báo nhờ có tài tinh chính tài chiếu mệnh, nên vận may về tài chính cũng sẽ được tăng lên với những chú rồng trong tháng này. Các khoản thu nhập đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ gặt hái được lợi nhuận, không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Với người làm kinh doanh, quý mệnh lúc này hoàn toàn có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn trước.
các cuộc giao dịch tiền bạc ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi, bản thân người này được hưởng lợi nhuận không nhỏ. Hơn nữa, Thái Dương Cát Tinh được dự báo còn dễ gặp được quý nhân, đó có thể là khách hàng nam hoặc một người bạn kết giao lâu năm mang tới cho Giáp Thìn các cơ hội đầu tư, làm ăn ngon nẻ, lợi nhuận thu về không nhỏ. Những ai có ý định khởi nghiệp trong thời gian này cũng quyết định nhanh chóng, vì vận khí đang lên, cơ hội đang nằm trong tay, chỉ còn đường đi nước bước cụ thể ra sao thì cứ phải tính toán và lên kế hoạch cẩn thận, cứ mạnh dạn tiến hành và điều chỉnh dần theo hoàn cảnh thực tế, thành công sẽ tới. Tuy nhiên, Giáp Thìn vẫn cần cẩn thận với các loại giấy tờ nhé. Bạn hãy rà soát kỹ càng để tránh sai sót, nếu không nhẹ thì bị phạt tiền, nặng liên quan đến kiện tụng, pháp luật không thể chủ quan. Bên cạnh đó, cũng nên nghiêm túc thực hiện các kế hoạch tích lũy tài chính. Thời gian này dù có năng lực kiếm tiền, song vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích góp được nhiều. Vì vậy, cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm, khi đó thì tiền bạc không bị khó và bị nó điều khiển. Tháng này, Nguyệt lệnh lâm quan đới ở Giáp Thìn không những mang tới những tin vui về công danh sự nghiệp, mà còn mang lại cho quý mệnh mối nhân duyên tốt lành, được cát tinh trên cao phù trợ. Chính vì thế, Giáp Thìn tự tin trong giao tiếp, khéo léo trong cách hành xử, sức hút cứ như thế mà lan tỏa. Người độc thân đừng quá ngạc nhiên khi thời gian này sẽ có nhiều vệ tinh vây quanh, không ít kẻ đưa người đón, dù được không ít người thầm thương trộm nhớ, song vẫn nên rõ ràng mọi chuyện. Đừng lấp lửng kẻo tự mua dây buộc mình, kể cả khi chưa thực sự trong mối quan hệ nghiêm túc với một ai đó, việc tìm hiểu cùng lúc sẽ khiến bản thân sớm gặp rắc rối. Những cặp vợ chồng đã kết hôn lâu, tình cảm cũng như được hồi sinh, cả hai dành nhiều thời gian để chia sẻ công việc nhà, cùng nhau hoạch định những việc cần làm cho tương lai, gia đạo hài hòa, êm ấm, giúp tinh thần của quý mệnh thoải mái và thêm cố gắng hăng hái vì gia đình. Tình hình sức khỏe của Giáp Thìn duy trì ở mức ổn định, nhìn chung thể trạng không xảy ra biến động lớn, có chăng chỉ là vì thời tiết giao mùa, biến đổi thất thường, khiến quý mệnh lúc này mắc các triệu chứng cảm cúm thông thường. Bên cạnh đó, đôi khi cũng khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải, do làm việc quá sức hay sinh hoạt không điều độ. Nếu biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi, thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, thì quý mệnh nên chú trọng tập luyện thể thao, đặc biệt là dân văn phòng, hay phải ngồi lâu, ít vận động, sẽ có nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao, thì càng cần chăm chỉ rèn luyện. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là Tý, tiểu nhân là tuổi Mùi, màu sắc may mắn là màu cam và màu trắng, con số phát lộc là số 76 và số 89. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, sống ở đời, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, dù khôn hay dại, dù tốt hay xấu, ai ai cũng muốn được sống sung sướng, hạnh phúc. Quả thì ai cũng muốn được tốt đẹp, nhưng mà nhân thì chúng ta không chịu gieo. Phật dạy, dù chúng ta có lên núi cao hay trốn xuống vực thẳm, cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên. Do chúng ta đã tin sâu về nhân quả, luôn cẩn thận và có sự quán xét trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Nguyên nhân đưa đến khổ đau không phải do hoàn cảnh, không phải do người khác, mà chính tự nơi mình đã gây ra. Vì mãi chạy theo vật chất, tham đắm sắc dục, chúng ta lãng quên đi việc tu dưỡng thân tâm mình. Chúng ta nên luôn sợ hãi với quả báo, quyết không làm điều ác, tránh xa tội lỗi, niềm tin nhân quả, sự sợ hãi quả báo trong đời này và những đời sau sẽ góp phần tác thành nên nhân cách, đạo đức cho mỗi người. Xã hội sẽ bình an, thiện lành và phát triển ổn định hơn khi mỗi người đều có nhận thức đúng đắn về kết quả và nghiệp báo. Ta không phải nghĩ tới điều gì quá lớn lao, xa vời, đơn giản là thực hành nhân quả từ trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như, với đồ dùng của người khác, khi chưa được sự đồng ý của họ mà ta tự lấy dùng hoặc chiếm đoạt, đều thuộc về tội trộm cướp. Thậm chí đó là cái kim, sợi chỉ hay cái tăm đều đã được ghi nợ và có lãi suất, nên đừng xem thường, dù là một việc xấu mà ta nghĩ rằng nó nhỏ xíu và không đáng. Đặc biệt, quả báo quỵt tiền người khác rất đáng sợ, vì thế có nợ tiền ai nhất định phải trả. Đừng để đến khi tiền bạc bao nhiêu năm tháng chắc chiu, dành dụm, đội nón ra đi, mới lội ngược dòng để tìm ra những điều mình đã sai lầm, thì cũng đã muộn màng. Thế nhưng, hãy nhớ rằng chẳng bao giờ muộn để sửa sai, dù bạn đang ở tuổi 70, 80 đi chăng nữa, vì những gì bạn đang làm và đang kết trái cho tương lai, cho muôn kiếp sau của chính mình. Vâng, quý vị thân mến,
Vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5, 6, 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, cho người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.